bánh trung thu nhân sò điệp, bánh trung thu nhân bào ngư sốt rượu vang, bánh trung thu tôm hùm sốt Hồng Kông và bánh trung thu nhân gà quay vi cá. Hôm nay mời các bạn cùng ăn bánh trung thu với hai vợ chồng mình và lẩu chua cá điêu hồng. Bắt cái chảo dầu lên để mình phi tỏi lóc hồi để vô canh chua nha cả nhà. Hôm nay nhà mình ăn canh chua lẩu lẩu chua với lại cá điêu hồng. Lẩu chua thì mình gồm có khóm nè, thế cà rồi nhúng với lại rong muống. Giờ thì cái nồi nước đã sôi rồi, mình múc miếng nước để dầm me. Còn bên đây cái chảo này nó sôi, nó sắp vàng rồi, nó hơi hơi vàng là mình cũng phải đắp xuống. Mình để me vô, mình dầm vô nước rồi nha cả nhà, mình vớt cái bọt. Cá này mình để vô cho nó chín rồi mình sẽ gấp ra, khi nó ăn bao nhiêu thì mình để vô bao nhiêu nha. Cá này mình luộc trong cái nồi me đó chín nha cả nhà, giờ mình vớt ra. Kế tiếp là mình để khóm với lại cà vô. Rồi đồng thời mình sẽ nêm vô đây nửa muỗng cà phê muối nha. Nửa muỗng cà phê bột ngọt. Ba muỗng cà phê đường. Lắc hồi mình nêm nếm lại, nếu mà còn thiếu mặn á mình sẽ cho nước mắm vô nha. Giờ mình để một miếng ngò này được cho thơm canh đó, ngò gai với bột ôm. Rồi cái nước súp lẩu chua cá điêu hồng của mình đã làm xong rồi nè cả nhà. Nồi lẩu chua mình xong rồi cả nhà ơi, mình nấu chín rồi đó. Thì giờ mình đã thả cá vô nha. Rau mùi vô, điểm vài miếng ớt, mình để tỏi phi vô nha cả nhà cho nó ngon nha. Lúc hồi mình ăn thì mình sẽ nhúng rau muống. Rồi xin mời cả nhà nghe. Hôm nay mình có bánh trung thu nè, bánh trung thu rau muống này lát rồi mình sẽ nhúng vô lẩu nha. Xin chào cả nhà, đây mình cho thêm một miếng nước mắm nêm vô cho nó ngon nha. Ông xã múc cái đầu ra đi nè. Còn bà xã thì lấy cái đuôi. Để
thêm miếng rau thơm mùi vô. Rồi rau muống, thả rau muống vô. Cái rau này chắc ngon lắm à. Nó nghèo luôn, mà sáng mua cái bó rau này rất là ngon. Xong rồi mình tắt lò. Nóng ăn vừa đó. Nóng quá ăn không nổi nha. Được chưa? Rồi, tắt lò đi. Tắt lò đi ha. Châu. Đây dĩa cá của mình. Đó. Còn đây là anh lộn anh nghiêng cái loại nước mắm đổ luôn. Để mình nếm lên cái nữa thì chắc ăn. Quá ngon, quá ngon, quá ngon. Xin mời cả nhà. Thịt cá. Rồi, xin mời. Vừa ăn quá. Múc miếng cà những khóm. Đây một miếng cá rất là ngon. Vừa miệng không? Xúc dừa ha. Dừa. Cá nãy giờ gấp ra mà cũng còn nóng nè. Ăn từ từ. Cái chua với bạn nó vừa 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 đủ luôn. Vừa để miếng cà vô. Để ra nóng quá. Muốn đâu muốn nữa. Ngon quá. Ngon mà hơi bị nóng. Quá chuẩn luôn. Thì cái nước lẩu me cũng vừa. Quá chuẩn. Ngọt cũng vừa. Độ mặn cũng vừa. Rồi thêm cái mấy cái rau một ôm với ngò dai nó để vô khốn nó ra cái nước ngọt quá ngon. Quá ngon. Chắc cháu nội thì nó tuyệt vời tắm mặt trời. Món này là mình thích ăn không muốn nè. Cá thì ngon. Phải cẩn thận xương. Rồi muốn ăn bên đây nè nha. Mình rất tràn. Cái nó ngọt thế trời. Còn bên cái đầu thì quá quá tuyệt, quá tuyệt. Béo ngậy luôn. Còn muốn nó non ăn nó giòn ngon với trời.
ngon quá ngon. Và trời thì sáng giờ mưa khuya giờ. Khuya giờ sáng nay tính không có đi chợ, sao được im em cái đi chợ mua con cá, rau muống với cà với khóm. Mà trời mưa mưa dầm nó xe xe lạnh mà nó nấu chua thì không còn gì lành nữa. Mà trời mát muốn khóm. Khóm ngon quá. Khóm mới lấy gà chưa có ăn ngon ngon. Thiệt là tình. Thiệt là tình. Hết biết. Cái bà Mai này mới múc gà chưa ăn. Khóm ngon quá. Nhưng mà sự thật, hồi nãy mình có ăn khóm sống rất là ngọt. Cái nồi canh chua bữa nay là quá xuất sắc. Nó hơi sắc xuống chút xíu thêm nước khóm mà gà càng ngon thêm. Rồi ăn nhân gì đây? Trung thu mình thích ăn cái da cả nhà ơi. Thơm, một con thơm nha, cái da thơm. Rồi, wow, xin mời cả nhà ăn bánh trung thu với vợ chồng mình. Xin mời cả nhà nha. Cái này là gì vậy nè? Bầu ngươi. Bầu ngư sốt rượu vang. Rồi bữa ăn của hai vợ chồng mình xong rồi nè cả nhà. Rất cảm ơn cả nhà đã ghé ủng hộ cho kênh của hai vợ chồng mình nha. Xem video món ăn mình đưa lên đó nha. Rồi chúc cả nhà mình lúc nào cũng an lành, sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Rất cảm ơn nhiều. Hẹn gặp lại video sau. Xin chào.